Đúng 8 giờ 30 phút sáng nay, 200 thanh niên huyện Văn Lâm cũng lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tới dự lễ giao nhận quân và động viên tân binh lên đường có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Hưng Yên, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng tại khu vực nhà văn hóa trung tâm huyện Văn Lâm vẫn ngập tràn không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội tòng quân. Năm nay, huyện Văn Lâm có 200 tân binh lên được nhập ngũ, trong đó có 185 chiến sĩ về 5 đơn vị nhận quân là Bộ Tổng tham mưu Quân đoàn 2, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 15 chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân. Toàn huyện có 16 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Quân khu 3 và tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh phát huy truyền thống quê hương Hưng Yên, văn hiến và anh hùng, tích cực rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các đồng chí rất là vinh quang là chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì cố gắng rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu trở thành một người quân nhân tốt và xứng đáng với lại anh bộ đội Cụ Hồ. Và cố gắng sau này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì có thể là những người quân nhân chuyên nghiệp hoặc trở về địa phương thì tiếp tục ổn định cuộc sống và xây dựng quê hương tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp. Buổi lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn trong 30 phút nhưng vẫn đảm bảo trang trọng trong bối cảnh công tác kiểm soát dịch COVID-19 được siết chặt. Đúng 8 giờ 30 phút, các tân binh Văn Lâm lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng của người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.